Annyeonghaseyo, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ nha. Các bạn có thể gọi mình một cái tên thân thuộc thôi, anh xe ôm hoặc là Sĩ thôi, bởi vì mình thích như thế. Bây giờ thì mình đâu có phải là một hot idol, một hot youtuber, một streamer nữa đâu. Và đây, lại đến với những cái câu chuyện đêm khuya mà Kẹo muốn chia sẻ với các bạn. À, đấy lại nhầm. Mà Sĩ muốn chia sẻ với các bạn. Thì mình cũng đã bắt đầu đi làm lại rồi. Chạy xe ngoài đường cả ngày á, chở khách này, rồi đi làm shipper này. Thì cũng chỉ mong là một ngày thì tương lai tươi sáng hơn này. Tức là nếu như mình không phải làm xe ôm, mình không chạy xe nữa, thì sẽ có nhiều thời gian để mà ngồi đây nói chuyện với các bạn hơn này, cũng như là ngồi đây tâm sự với mọi người thì cũng vui mà. Nhưng mà thôi cũng chả sao cả, bởi vì bây giờ mình cảm thấy là YouTube này, rồi là các bạn này, rồi là cái công việc này, cũng như là cái game Free Fire là một game mình gắn bó rất là lâu rồi. Mình làm nó từ những ngày đầu tiên mình làm YouTube cơ, 3 năm rồi, nó không phải là một chặng đường ngắn đâu. Tự nhiên nghĩ cảm thấy buồn quá mọi người. Hôm nay là 20 tháng 10 nha. Thật ra thì cái thời điểm mà Sĩ Kẹo làm video này á, bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi đó. Mình mới chạy xe về là ăn uống tắm rửa ở này, xong là ngồi chém gió với mọi người. Thì những cái video play game này là những cái lúc mà Sĩ đợi khách book xe thì Sĩ tranh thủ chơi thôi. Vẫn đang còn mê game lắm cơ. Đấy, ngồi nghĩ cũng buồn, cứ một mình, một thân một mình thế này. Mong là các bạn sẽ ở đây lắng nghe những cái tâm sự của mình, nếu không thì Sĩ cũng sẽ buồn lắm đấy. Hôm nay 20 tháng 10 này, chắc chắn rồi, rất nhiều cặp đôi ở ngoài kia, người ta tay trong tay, ở Hà Nội thì lạnh lắm rồi đấy. Sĩ thì lấy đâu ra người yêu, lo bản thân còn chưa xong nữa mà. Bản thân Sĩ thì bây giờ chỉ là một anh xe ôm thôi, thì nếu mà có lỡ tương tư ai ấy thì chắc là cũng chẳng dám để mà tiến tới đâu, chẳng dám để mà thổ lộ tình cảm với người ta đâu. Thôi thì cuộc sống mà, biết thân biết phận anh em ạ. Nhưng mà thôi, cố gắng làm việc này, khi nào mà tự lo được cho bản thân này đấy, thì kiếm một số vốn, rồi có công việc ổn định hơn thì lúc đấy chăm sóc người mình thương cũng chưa muộn. Nên là nhiều khi là Sĩ có nghe được ở đâu đấy cái câu như thế này: trong cuộc đời người đàn ông ấy, cái việc mà đau buồn nhất chính là tìm được người phụ nữ mà mình muốn chăm sóc cả đời, nhưng mà trong tay lại không có gì cả. Kẹo chỉ ngồi suy nghĩ thôi thì cảm thấy là cái điều đấy là một cái điều rất là bất lực. Và đàn ông con trai chúng ta thì mạnh mẽ mà, cảm giác mà mình yêu mà mình không được lo được cho người yêu ấy thì cảm giác nó khó chịu lắm. Rồi là thôi thì cũng để cho người ta ra đi thôi. Sĩ trước kia đến bây giờ yêu cũng được vài ba bạn. Đến bây giờ thì thôi. Nhiều bạn kiểu gì ở đây cũng than vãn là: anh ơi, em cũng giống như anh, em cũng có người yêu. Cái cuộc sống cô đơn một mình buồn lắm, nhất là khi các bạn càng lớn lên nhá. 21 tuổi mình cảm thấy là ví dụ không có người yêu nó cũng bình thường thôi. Nhưng đến năm nay 22 tuổi cơ, trời ơi, cuộc sống này, đi làm này, bao nhiêu thứ phải lo rồi, bao nhiêu cái áp lực của cuộc sống cơ. Để mà có một người san sẻ những cái buồn vui, rồi là có một người tâm sự này ở bên mình những lúc mình buồn, mình mệt này, quan tâm lo lắng mình, thật sự là ui cũng chỉ mong như thế thôi, nhưng mà cũng khó mọi người ạ. Ở đây thì kinh của Sĩ Kẹo có thể là có những bạn học lớp 1 này, lớp 2 này, những cái bạn mà người dân lao động. Sĩ ngày trước kia đi thì Sĩ là một hot idol của cái làng game Free Fire này, đến bây giờ thì Sĩ cũng là một người dân lao động như các bạn thôi.
Thì chị cũng mong muốn là nếu như các bạn có những cái tâm sự gì thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video. Rồi thì là mình sẽ làm những cái video mình tư vấn. Có thể là cuộc sống thì sĩ trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều, nhưng mà cuộc sống thì cũng đã có những cái lúc ấy mà lên voi sùng chó này, ôi những lúc mình kiếm nhiều tiền lắm cơ. Nhưng mà đến bây giờ thì thôi, chấp nhận một cuộc sống bình lặng thôi. Đấy, đàn ông con trai rồi, đến sắp đến tuổi lấy vợ rồi. 22 tuổi nhỉ? Có thể là 24 tuổi mình lấy vợ này, 27 tuổi lấy vợ này. Nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại bản thân đã có gì đâu. Đấy, có thể mọi người nghĩ là sĩ hơi thực tế một chút, nhưng mà bản thân chưa có gì này mà lo cho người khác nữa, làm sao nổi. Ui, nói thế chứ mấy bạn nhỏ cấp 1, cấp 2 đừng buồn nhá. Thật ra thì không có người yêu cũng buồn, nhưng mà thôi thì yên tâm đi, bằng cái cách nào đấy, những cái lúc mà chúng ta không ngờ nhất thì chúng ta lại có người yêu thì làm sao. Bởi vì tình yêu thì đôi khi nó đến bất ngờ lắm. Sĩ chỉ buồn là bản thân sĩ chạy xe ôm, eo ôi, kiểu gì là sáng sớm mới ra ngoài đường cũng thấy mọi người chở nhau, toàn mấy bạn yêu đương nhau ấy, tủi thân lắm. Nhưng mà thôi, cũng ngậm ngùi nước mắt rưng rưng, nhưng mà thôi lau đi, lau nước mắt đi, để mà chạy xe, để mà kiếm tiền. Đấy, để mà lo cho cuộc sống của bản thân thôi. Ai, sống đến bây giờ 22 tuổi rồi. Vâng, và những cái bạn mà đang có tình yêu này, những cái bạn mà đang có người yêu ở cạnh mình, thì hôm nay 20 tháng 10 này, mình cũng chúc cho các bạn là thôi, cố gắng nhá. Đấy, cố gắng gìn giữ tình cảm nhá. Nếu mà có cái gì đấy thì đôi khi cũng bỏ qua cho nhau. Bởi vì là cái tình yêu ấy, mình đến với nhau thì nó là do duyên số. Còn mà mình mà sống với nhau, mình ở với nhau lâu dài thì nó là do các bạn thôi. Thế nên là cũng cố gắng lắm nhá, cố gắng lên nhá. Đấy, thật ra thì lại ngồi kể cho các bạn nhé, một cái ngày bình thường như thế này thôi, kiểu gì là ngày hôm nay cũng sẽ có những cặp đôi để giận nhau, dỗi nhau. Và con gái thì đôi khi người ta hơi nhạy cảm một chút nha. Hôm nay 20 tháng 10 đấy, mấy ông con trai nhá, nhớ đấy, có gì chúc người ta. Đôi khi người ta chỉ là con gái, người ta chưa là phụ nữ, nhưng mà thôi. Ngày lễ nào thì cũng là ngày lễ của con gái mà. Sinh ra là phận nữ nhi thì đã yếu mềm rồi, thế nên là chúng ta là những người đàn ông con trai, chúng ta cũng phải che chở thôi. Và nhá, con gái nhá, rất thích được khen là wow, xinh thế, đẹp thế. Nhớ nhá, nhớ nhá, nhớ nhá. Kể mà tôi có người yêu thì tôi cũng chăm người yêu lắm đấy, nhưng mà thôi, lỡ mà có người yêu thì lại lười, lại không ra nhiều video cho anh em coi thì sao. Đấy, hôm nay thì mình đã lên lịch cái video này rồi, tức là cái lúc mà video này được đăng tải lên ấy, là lúc là sĩ vẫn đang ở ngoài đường chạy xe thôi. Nhưng mà thôi, không sao mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cố gắng nhá. Buồn nhỉ? Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi đó, hơn 12 giờ đêm đó, khi mà sĩ đang ngồi nói chuyện với các bạn đây. Những cái video play game này là, tức là cái lúc mà bình thường là chạy Grab ấy, là sĩ có làm là giao hàng này, hoặc là sĩ có vận chuyển người. Nói vui vui thôi, có chở người. Thì những cái lúc nào mà rảnh rảnh mà đang đợi khách book xe ấy, được book thì mình mới đi mà, thì cũng tranh thủ chơi game Free Fire, chơi game cùng với mấy anh em đồng nghiệp Grab ấy. Mấy anh em thì thường ấy, lúc nào mà vắng khách ấy, là quay xe lại một chỗ thì ngồi với nhau chơi game với nhau vui lắm mọi người ạ. Cứ 3-4 anh em mới rủ nhau chung một team ấy, thật sự vui cực kỳ luôn. Và đây, ngày hôm nay thì sĩ rất là may mắn khi mà vẫn luôn được các bạn dõi theo ở đây. Và mình có thể ngồi đây mình kể cho các bạn nghe được những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của sĩ, là sĩ đã cảm giác là
ôi hạnh phúc lắm rồi á. Hạnh phúc nhất đấy là khi mà các bạn nói chuyện và có người lắng nghe các bạn thôi. Và nếu như các bạn hỏi về ngày lễ của một người cô đơn thì sĩ đây, biết sĩ là một ngày lịch trình như nào không? 8 giờ sáng dậy làm đến 10 giờ tối anh em ạ. Thế là hết ngày rồi đó, trưa thì tranh thủ đi ăn trưa thôi. Thì làm gì mà có ngày lễ, làm gì mà có người yêu, khổ lắm cơ. Nhiều khi mọi người nghĩ là em tưởng anh có người yêu rồi, tưởng cái gì mà tưởng. Thế thôi, chắc là sĩ cũng sẽ không nhắc nhiều về chuyện người yêu nữa. Kiểu gì là nhiều anh em ở đây cũng tổn thương, cũng lại anh ơi em cũng không có người yêu như anh em mình yêu nhau đi. Chắc là thôi nhá, mình không nhận mấy cái bạn như thế đâu. Đi làm, kiếm tiền, cũng chỉ mong là ngày mai có một cái tương lai tươi sáng hơn này. Ngày mai có người yêu, ngày mai có tiền mua nhà, mua xe. Đấy là cái động lực của sĩ nhá. Wow. Thật ra thì nhiều bạn cũng có động lực giống sĩ mà. Nhưng mà nó cũng khó ấy. Nên là thôi, cũng chả biết là sẽ như thế nào, nhưng mà cứ cố gắng thôi. Đấy. Và anh em có thể là ủng hộ cho sĩ nếu như các bạn thấy những cái video của sĩ hay ấy. Thì giúp sĩ một like này, chia sẻ video này, cũng như là đăng ký kênh ấy, nhấn chuông thì tối mà, hôm nào mình đi làm về ấy, muộn muộn là mình cứ ngồi đây mình ngồi tâm sự với anh em này, vui vui này. Hoặc là nếu như mà có bạn nào khó ngủ thì có thể là làm mấy cái chương trình chúc bé ngủ ngon này. Thì cũng hay mà, tôi hát cho anh em ngủ nhá. Nhưng mà thôi, chắc là sĩ cũng sẽ không hát đâu, bởi vì là sĩ hát hơi bị dở luôn. Mùa này là cái mùa ấy mà ở trong nhà không hiểu sao đắp chăn bông sĩ vẫn cảm thấy lạnh anh em ạ. Hà Nội mình không lạnh vì không có người yêu, mà mình lạnh bởi vì là trong lòng mình ấy. Nhưng mà hơi nhầm nhỉ, mình không lạnh bởi vì thời tiết đấy, và mình lạnh bởi vì mình không có người yêu thôi. Thật sự là kiểu đắp chăn mà vẫn cảm thấy lạnh á. Thật sự để mà nói thì cuộc sống của một người trưởng thành, cuộc sống của một người cô đơn ấy ạ, uầy, mệt lắm. Và thế lại nghĩ lại lúc bé. Lúc bé thì mong rằng mình có thể nhanh lớn lên này, để cho bố mẹ đỡ phải quản thúc nhiều này, được sống tự do. Thì lớn lên rồi mới biết là cái lúc bé chính là lúc mà chúng ta lo nghĩ ít nhất luôn, là cái lúc mà nó vui nhất luôn. Còn bây giờ mỗi sáng dậy, thức giấc là mở mắt ra đều phải nghĩ đến là cơm áo gạo tiền, lo cái này, lo cái kia. Đêm về làm xong mệt mỏi cũng phải suy nghĩ rằng là tương lai mình đi về đâu, mình làm cái gì để mình phát triển. Nhiều chuyện cực kỳ luôn. Nên là có nhiều bạn bảo là mong là em mong em lớn thật nhanh. Thôi em ơi, có khi cứ bé thơ lại vui á. Lại cảm thấy là cuộc sống nó vui vẻ. Thế thôi nhá. Hôm nay thì có lẽ là sĩ cũng chỉ ngồi tâm sự với các bạn vậy thôi. Thì cũng phải ngủ này, chuẩn bị cho ngày mai, lại một ngày mới. Và sĩ lại đi làm, lại kiếm tiền thôi. Là một anh xe ôm. Yo, bye 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 mọi người nha.